Hello, chào tất cả các bạn, mình là Tài Chế Đồ đây. Ngày nay mình sẽ làm cái video khám phá đập tan con sò này ra. Con sò này có thông số là 2N3055. Có một số bạn nó có tên gọi khác nữa là transistor. Mình thường xuyên gọi nó là sò, sò sắt. Đây, hôm nay mình sẽ đập nó ra và xem bên trong cấu tạo nó như nào và cho các bạn xem. Đây là con sò sắt 2N3055. Sau đây mình sẽ mang đi đập nhé và cho các bạn xem cấu tạo bên trong của nó và nguyên lý hoạt động như nào. Đây, và sau khi mình đã đập ra nó ra thì được như thế này. Các bạn thấy đây, mình nhìn thấy thì con transistor này, mình nhìn thấy con transistor này là con transistor loại đẻo, con sòi loại đẻo này, các bạn nhìn thấy đây. Đây là cái chất bán dẫn điện của nó đây. Nó bé xíu 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 tiêu tiêu thôi. Còn cái vỏ sắt này chắc là chỉ để gọi là tản nhiệt cho cái con sò này thôi. Đấy, đây là có hai chân B và C, còn chân E thì nó nối vào vỏ này rồi. Chân E này nó nối vào vỏ nhờ cái bán dẫn bên trong này. Transistor này thì nó gồm cấu tạo nó có rơi tầm khoảng từ 2 cho đến 3 cái chất bán dẫn được gắn kết với nhau. Đó, như vậy. Đây ở cái chỗ keo keo này chính là chất bán dẫn đây. Nó ở bên trong chắc là bé tíu tíu tíu, mình thử cậy ra xem cái chất bán dẫn của nó như nào. Nó bé lắm, nó bé xíu xíu xíu. Sẽ thử gậy ra xem cái chất bán dẫn của nó. Chất bán dẫn điện đây. Đây các bạn thấy đây, ở đây là có hai cái dây của con của cái chân BC đây, nó nối vào đây. Nó nối vào cái chất bán dẫn này, bé tíu tiu tiu. Đây, đây là một cái loại kim loại gì đấy, chắc nó gọi là kim loại hiếm đây. Chất bán dẫn điện rất là nhỏ, cái loại transistor đẻo này. Con sò này là con sò đẻo đây, không biết con sò xịn bên trong chắc chắn chất bán dẫn của nó sẽ to hơn rất là nhiều. Đấy, đây là vỏ nó mát này, thì chính là chân E này. Còn đây là chân B hoặc chân C. Đấy, chất bán dẫn ở đây, đây chính là chất bán dẫn của nó. Transistor thì nó gồm cấu tạo thì chỉ gồm 3 hoặc là 2 lớp bán dẫn được kết nối với nhau theo thứ tự tùy theo người đặt. Như các bạn ấy thì đặt tên là PNP thì ta sẽ được transistor thuận, còn nếu ghép mà NPN thì ta sẽ được transistor ngược. Transistor này mình thấy cấu tạo của nó gần giống với diode. Đấy, cũng khá là gần giống với diode, tại vì cách đo transistor hay là đo sò này thì nó cũng đo tương tự như kiểu là đo diode thôi. Diode thì nó cấu tạo gần giống như kiểu transistor. Transistor thì hoàn toàn cấu tạo gần giống với lại diode. Đấy, thì cái nguyên tắc hoạt động của con transistor này thì nó cũng khá là đơn giản. Thì khi ta cấp một dòng điện một chiều vào transistor này thì nó sẽ nhờ cái chất bán dẫn này và nó sẽ khuếch đại cái số dòng điện lên, khuếch đại lên. Nó cũng tùy thuộc và theo chúng ta cấp vào bao nhiêu nguồn điện và cái sức chịu đựng của con sò này nó chịu được bao nhiêu điện, chịu được nguồn bao nhiêu thứ là nằm hết ở đây. Con sò này chất bán dẫn của nó là bé xíu xíu xíu, nó chắc là nó khoan thủng cái vỏ sắt này, sau đó này nó gắn cái chất bán dẫn này vào đây. Rất là bé, cái loại xịn chắc là cái chất bán dẫn của nó to hơn. Đấy, như vậy con sò bằng sắt này thì thực chất là cấu tạo chả bên trong rỗng tích, chả có một cái gì cả trong này. Đây các bạn thấy đây, có mỗi cái chất bán dẫn tiêu tiêu như này thôi mà nó dẫn điện và nó khuếch đại lên.
Đấy. Khuếch đại sử dụng trong những cái âm ni hay là cái mạch điện nào đấy. Rất chi là hay đúng không các bạn? Đây. Bên ngoài có hai chân, đây là cái lớp sứ này, cái lớp sứ này, lớp sứ cách điện này. Nó người ta đổ ở đây để cách điện. Đổ thành hai cái chân đây là cách điện ở đây. Đây là chất bán dẫn. Đấy, và chẳng may con transistor này nó bị chết, nó sẽ bị chết như thế nào? Thì như lúc đầu mình nói thì nó gồm các chất bán dẫn được kết nối với nhau. Khi dòng điện cao quá thì nó đánh thủng cái chất bán dẫn này, thì khi bị đánh thủng thì các chất bán dẫn này sẽ nối với nhau. Nối với nhau thì sẽ bị các bạn đo đồng hồ thì cái thấy kim lên hết đấy. Thì là nó đã bị hỏng rồi. Hai chất hai hoặc ba chất bán dẫn nó đã dính chết với nhau thì chắc chắn thì sẽ bị thông điện rồi. Đấy. Thì nó sẽ bị hỏng. Dòng điện cao quá thì nó nóng đánh thủng thôi, giống như kiểu là cái kim loại này nóng chảy thôi. Đấy, còn đây là cái loại thể loại chất bán dẫn nằm mà cái loại kim loại quý hiếm. Mình cũng không rõ là kim loại gì, mình chỉ biết nó là chất bán dẫn điện, nó là một loại kim loại rất kỳ quý hiếm. Đấy, cấu tạo của nó như này thôi, chẳng có gì cả, rất đơn giản thôi. Chỉ là cái vỏ sắt và chất bán dẫn thôi. Đấy. Rất là đơn giản thôi mà nó khuếch đại dòng điện lên rất là áp luôn, và nó có cái hệ số chế độ đóng cắt của transistor nó cũng phụ thuộc vào các chất bán dẫn này. Đấy. Đấy thì các bạn thấy nó đơn giản không? Như này thôi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh để đón xem những cái video cập nhật tiếp theo nhé. Video sắp tới thì mình sẽ chế tạo thử một cái con transistor theo cái nguyên lý rất là đơn giản để cho các bạn hiểu rõ hơn vì về đóng cắt và tăng số dòng điện lên như thế nào. Đấy, khuếch đại dòng điện lên như thế nào. Mình sẽ chế tạo một cái gọi là chế tạo thử một cái transistor cho các bạn xem. Rồi, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video sau.